Cuối tuần này mà mấy anh em chưa biết phải đi đâu, ăn món gì lạ và ngon mà không sợ phải cháy túi, thì xin chúc mừng tất cả các anh em đã may mắn va phải cái video này. Vậy còn không mau theo chân ông chú Khu Khờ, chúng ta di chuyển qua quận 4, đại náo quán tên là Lãng. Thông tin của quán đây và tàu hũ tẩm hành sẽ mở đầu cho câu chuyện tối nay. Hành được xào thơm, ăn kèm với tàu hũ và tép mỡ. Lần đầu tiên thấy sự kết hợp như thế này, ăn lạ lạ nhưng mà cuốn lắm nha mọi người. Tiếp theo sẽ là dồi vịt giả cày. Đây cũng là lần đầu tiên ông chú nghe thấy cái món này, ăn kèm có củ riềng, lá mơ, xả và rau thơm. Và tất nhiên là sẽ được ăn kèm với mắm tôm. Mồi này bén lắm nha mọi người. Tiếp theo là giò heo tứ xuyên ăn kèm với kim chi. Da heo bên ngoài thì giòn rợp, bên trong thì không bị khô. Món này nhai phải nói là đã miệng thật sự mọi người ơi. Và rồi Hồng Hài Nhi sốt Thái đã có mặt. Đây là món anh em nên thử nếu có dịp ghé qua quán này, bởi nó lạ và cái hương vị cũng rất là ngon. Tiếp tục cho bữa tối nay chính là đậu hũ thiết phiến. Món này na ná giống như đậu hũ tứ xuyên được kết hợp với một lớp trứng chiên ở dưới. Quán này nghĩ ra mấy cái món quái lạ thật. Đi nhiều quán rồi mà chưa bao giờ thấy mấy cái món này bao giờ. Gà hấp tấm dĩ ở đây, thịt thì săn chắc, còn vị nêm nếm thì đối với ông chú hơi ngọt một chút, chưa được dậy mùi mắm cho lắm. Và cuối cùng lẩu xương tủy bò sẽ giúp anh em chúng ta tỉnh táo trước khi ra về. Nước lẩu có vị thuốc bắc, ăn kèm chung với bắp bò. Ai mê tủy bò như ông chú thì nhớ là phải thử món này. Mồi lạ và bén như thế này thì anh em còn chờ cái gì nữa. Lâm,